Sáng ngày 18 tháng 8, lãnh đạo huyện ủy Cù Lao Dung cùng đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 3 về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quyết định 2093 và quyết định 89 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Theo báo cáo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 3, qua hai giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cho thấy xã đã nghiêm túc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Đến nay, trên địa bàn xã An Thạnh 3 chưa có ca mắc trong cộng đồng. Tiếp tục thực hiện áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại xã. Nhìn chung, bà con ý thức rất cao và chấp hành nghiêm theo các quy định và các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, thì xã An Thạnh 3 vẫn còn một số nông sản đang khó tiêu thụ. Tại buổi làm việc, đoàn cũng đã thảo luận trao đổi với địa phương về tình hình phát triển sản xuất tiêu thụ hàng hóa nông sản cho bà con. Việc hỗ trợ chăm lo cho bà con nghèo, lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kịp thời, đúng đối tượng. Thời gian tới, xã vẫn phải duy trì các chốt kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, đặc biệt là người từ nơi khác đến, phát huy vai trò tổ COVID-19 trong cộng đồng, trong việc giám sát người đến và về, người hoàn thành cách ly, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, từng bước đưa xã trở lại hoạt động sản xuất bình thường.